Thẩm phán bang Illinois Charlie Buster loại ông Trump khỏi danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa với lý do ông liên quan đến cuộc bạo loạn đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Kênh truyền hình CBS News ngày 29 tháng 2 đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kháng cáo phán quyết của thẩm phán bang Illinois J.C. Potter loại ông khỏi danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, với lý do ông liên quan đến cuộc bạo loạn tại đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Trong phán quyết được đưa ra hôm 28 tháng 2, thẩm phán J.C. Potter của Tòa án Dân sự Hạt Cúc đã đứng về phía một số cử tri Illinois, những người cho rằng ông Trump nên bị loại khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ngày 19 tháng 3, cũng như cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11 ở bang này. Người phát ngôn trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump tuyên bố phán quyết trên là vi hiến. Trước đó, tòa án ở hai bang Colorado và Maine cũng đưa ra các phán quyết tương tự đối với ông Donald Trump. Cả hai phán quyết này đều đang bị trì hoãn thi hành do ông Donald Trump tiến hành kháng cáo. Tòa án tối cao Mỹ sẽ là nơi đưa ra phán quyết cuối cùng về vấn đề này. Tuy nhiên, Tòa án tối cao Mỹ đang đối mặt với áp lực vì phán quyết của họ có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp chính trị của ông Trump. Có 6 trên 9 thẩm phán của Tòa án tối cao Mỹ được bổ nhiệm bởi Đảng Cộng Hòa và 3 người do chính ông Trump bổ nhiệm khi ông còn là Tổng thống. Điều khoản về hành vi nổi loạn nằm tại mục 3 tu chính án thứ 14. Theo đó, bất kỳ ai từng tuyên thệ bảo vệ hiến pháp nhưng sau đó lại tham gia vào một cuộc nổi dậy chống lại hiến pháp, sẽ bị cấm đảm nhiệm các chức vụ tại quốc hội, quân đội, các cơ quan liên bang và tiểu bang. Quan chức bầu cử hàng đầu của Maine cũng loại cựu Tổng thống Trump khỏi cuộc bầu cử năm 2024 của bang, trong một quyết định dựa trên lệnh cấm nổi loạn của tu chính án thứ 14. Ông Trump, 78 tuổi, hiện là ứng viên Tổng thống sang giá của Đảng Cộng Hòa kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump cao hơn so với ông Biden ở một số bang chiến trường. Cựu chủ nhân Nhà Trắng vẫn nhận được sự ủng hộ lớn bất chấp đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự. Tòa phúc thẩm bang New York đã không cho phép cựu Tổng thống Trump hoãn nộp số tiền phạt hơn 454 triệu đô la Mỹ trong thời gian kháng cáo. Theo The Hill, trong ngày 28 tháng 2, thẩm phán Annie Singh của tòa án phúc thẩm New York đã từ chối đề xuất nộp 100 triệu đô la Mỹ bảo lãnh trong thời gian kháng cáo từ cựu tổng thống Mỹ. Bắt buộc ông Trump phải nộp đủ 454,2 triệu đô la Mỹ theo phán quyết. Tuy nhiên, thẩm phán Singh cũng chấp nhận tạm dừng thi hành một phần phán quyết của tòa sơ thẩm. Theo đó, ông Trump và các con trai có thể tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh ở New York đồng thời được vay từ các ngân hàng của bang trong vòng 3 năm. Phán quyết của tòa phúc thẩm New York cần được toàn thể hội đồng phúc thẩm cấp trung thông qua và các cuộc tranh luận dự kiến sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của ông Trump có thể sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 3. Trước đó, nhóm luật sư của ông Trump đã đề xuất nộp 100 triệu đô la Mỹ trong thời gian kháng cáo. Bởi cựu tổng thống không thể huy động số tiền cao hơn nếu không bán bớt một số bất động sản. Tài sản của ông Trump được ước tính lên tới hàng tỷ đô la Mỹ, nhưng phần lớn là bất động sản, không phải tiền mặt. Đội ngũ pháp lý của ông Trump lập luận rằng việc bán tài sản có thể gây ra những thiệt hại tài chính không thể khắc phục nếu kháng cáo thành công. Bên cạnh đó, số tiền 100 triệu đô la Mỹ và sự theo dõi liên tục của cơ quan giám sát do tòa án chỉ định với tập đoàn Trump Organization là đủ căn cứ để đảm bảo khả năng thi hành án. Vào ngày 16 tháng 2, thẩm phán Arthur Engoron đã yêu cầu ông Trump nộp phạt 355 triệu đô la Mỹ với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản, cộng với tiền lãi, số tiền mà cựu tổng thống Mỹ phải nộp lên tới hơn 454 triệu đô la Mỹ. Trên thực tế, việc trì hoãn nộp phạt sẽ làm số tiền liên tục tăng lên. Hiện tại, Mỗi ngày ông Trump phải chịu hơn 110.000 đô la Mỹ tiền lãi. Tòa tối cao Mỹ thông báo họ sẽ thụ lý đơn kháng cáo của ông Donald Trump để trả lời câu hỏi liệu cựu tổng thống có quyền được miễn truy tố trong cáo buộc hình sự về can thiệp bầu cử hay không. Trong quyết định được công bố trong tuần này, tòa án tối cao Mỹ cho biết sẽ lắng nghe lập luận của các bên liên quan trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 4 để ra phán quyết. Với lệnh nói trên, công tố viên đặc biệt Jack Smith không thể tiếp tục quy trình truy tố ông Trump về cáo buộc lật ngược bầu cử cho đến sau khi có quyết định của tòa tối cao. Quá trình tòa tối cao có phán quyết cuối cùng có thể mất vài tháng. Nếu tòa ra phán quyết có lợi cho ông Trump, bản cáo trạng của công tố viên đặc biệt Smith sẽ bị hủy. Ngược lại, nếu tòa án quyết định ông Trump không được miễn tố, quá trình xét xử nhiều khả năng sẽ trùng với cao điểm mùa bầu cử. Đội ngũ luật sư của ông Trump lập luận rằng thân chủ mình có toàn quyền miễn trừ truy tố đối với các hành động ông thực hiện khi còn là tổng thống Mỹ, bao gồm việc đặt dấu hỏi đối với kết quả bầu cử năm 2020. Đầu tháng này, hội đồng thẩm phán tòa phúc thẩm ở thủ đô Washington DC đã ra phán quyết rằng ông Trump không được miễn truy tố hình sự trong vụ án lật ngược bầu cử. Tuy nhiên, nhóm của ông Trump đã kháng cáo lên tòa tối cao. Trong vụ án lật ngược bầu cử cấp liên bang, ông Trump bị cáo buộc thực hiện bốn tội danh. Ngoài ra, ông cũng đang phải đối mặt với ba cáo trạng hình sự khác, gồm cáo buộc trả tiền bịt miệng diễn viên phim khiêu dâm ở bang New York, cáo buộc can thiệp bầu cử ở bang Georgia, và cáo buộc cấp liên bang khác cũng do ông Smith chỉ đạo về cách ông Trump xử lý tài liệu mật. Trong tháng này, tòa tối cao Mỹ đã lắng nghe tranh luận của các bên về vấn đề khác cũng liên quan đến ông Trump về việc liệu ông có thể bị gạch tên khỏi lá phiếu hay không. Dựa trên tu chính án thứ 14, cấm quan chức dân cử có hành vi nổi dậy. Bác sĩ Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đủ sức khỏe để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Tổng thống vẫn đủ khỏe để đảm nhiệm công việc và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình mà không có bất cứ ngoại lệ hay điều chỉnh nào. Bác sĩ nhà trắng Kevin O'Connor cho biết trong báo cáo ngày 28 tháng 2 về tình hình sức khỏe của tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Báo cáo viết thêm, tổng thống Biden vẫn khỏe mạnh, năng động, đủ sức khỏe để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tổng thống, trong đó có vai trò nguyên thủ quốc gia, tổng tư lệnh quân đội. Bác sĩ O'Connor cho biết không có mối lo ngại mới nào về sức khỏe của tổng thống được tiết lộ qua kết quả khám sức khỏe năm nay. Ông Biden, 81 tuổi, hiện là tổng thống đương nhiệm nhiều tuổi nhất trong lịch sử Mỹ. Nếu tái đắc cử vào cuối năm nay, nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ kết thúc khi ông 86 tuổi. Tuổi tác là một trong những vấn đề của ông Biden khiến nhiều người quan tâm. Mặc dù vậy, tại một cuộc họp báo hôm qua, thư ký báo chí nhà trắng Karen Jean Priest cho biết, bác sĩ đánh giá tổng thống không cần kiểm tra nhận thức. Kiểm tra đánh giá nhận thức không phải là yêu cầu bắt buộc đối với tổng thống Mỹ, nhưng người tiền nhiệm của ông Biden và cũng là ứng viên tổng thống sáng giá nhất hiện nay của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump từng làm bài kiểm tra này ít nhất một lần khi còn đương nhiệm. Hạ viện Mỹ ngày 29 tháng 2 đã thông qua một dự luật ngân sách tạm thời để chính phủ liên bang không phải đóng cửa bắt đầu từ thứ Bảy tuần này. Với 320 phiếu thuận và 99 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời để chính phủ có thể tiếp tục hoạt động trong thời gian tới. Cụ thể, ngân sách sẽ được bổ sung tới ngày 8 tháng 3 cho các bộ nông nghiệp, tư pháp, thương mại, năng lượng, nội vụ, giao thông và nhà ở và phát triển đô thị. Trong khi đó, một số bộ khác bao gồm Bộ Lao động, Bộ Y tế và các dịch vụ dân sinh và Bộ Quốc phòng sẽ được nhận ngân sách bổ sung để hoạt động cho tới ngày 22 tháng 3. Sau Hạ viện, dự luật này cũng sẽ được đưa ra bỏ phiếu thông qua tại Thượng viện trước khi được trình lên Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Đây là lần thứ tư Quốc hội Mỹ phải thông qua một dự luật ngân sách ngắn hạn nhằm giúp các cơ quan liên bang tiếp tục hoạt động trong năm tài khoá 2024, vốn đã bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Việc thông qua ngân sách ngắn hạn nhằm giúp các nhà lập pháp của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa có thêm thời gian đàm phán và thỏa hiệp các bất đồng xung quanh các dự luật chi tiêu nhằm đạt được một dự luật ngân sách cho cả năm tài khoá 2024.